Anh em, mình đang có mặt ở tại cái bãi thử xe của nhà máy VinFast Cát Hải. Thì đấy, xa xa là một chiếc VF8. Còn ở trong kia là mọi người cũng đang chuẩn bị để đến lượt để lái thử chiếc xe đấy. Thì Đạt ơi, em phải đứng dịch vào đây, không đâm chết đấy, nguy hiểm. Thì đấy, đây là một chiếc VF8 thì đang sắp sửa lăn bánh. Thì mình có thể đứng ở ngoài này để mình nhìn qua những cái bên ngoài của nó. Thì cái xe này thì nó vẫn là một phiên bản thử nghiệm thôi, chưa phải là phiên bản cuối cùng, bản thương mại. Nhìn xa thấy đẹp rồi. Mình thì mình mua cái màu ghi, nhưng cái màu đỏ này xấu. Màu đỏ này nó xấu đến mức mà hãng người ta cũng bỏ, người ta không làm ở trên con E34 nữa rồi. Zoomka, ứng dụng đặt xe tự lái hàng đầu Việt Nam. Không phí đặt cọc, an toàn với gói bảo vệ chuyến đi. Zoomka sống trọn từng khoảnh khắc. Tại Zoomka ngay. Thế nhưng mà đấy, anh em có thể nhìn xa xa nó như nào. Rất là đẹp. Đi vào đây. Anh em có thể thấy không? Ông Thắng ấy đã ngồi ở trên đấy rồi mà. Ông này nha, ông ấy đi cùng anh em. Xong rồi là ông ấy tót phát ông trốn vào đây. Còn anh em đứng phơi nắng ở ngoài kia chờ. Nên người ta bảo là làm anh khó lắm là cũng đúng thật sự đấy. Thật sự, không thể hiểu nổi được. Ông lên ông bốc phét kìa. Nói chung là làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Đấy, một chiếc màu đen đang đi rồi. Đấy, một chiếc màu đen rất là mượt mà. Của anh à, anh xin em. Có rồi. Đấy, ông ấy bốc phét liên tục ở trên xe luôn. Kinh khủng. Xấu. Mọi người thấy không? Cái vành của nó đặc trưng xe điện luôn. Nó kín. Vành đặc trưng xe điện rất là kín. Wow. Úi ơi, mướt. Rất mướt. Nó vút đi rất là mướt. Cả chiếc xe ngoài kia nữa. Rồi, đi vào trong này xem tình hình trong này như nào. Ui, mát quá. Ở đây là anh Việt Anh. Đây anh tìm tiếp ra. Anh Thắng, anh ấy bỏ rơi anh em ở ngoài kia, xong anh vào đây anh đi trước. Cũng thật làm anh không dễ thì nào không ạ. Đấy, anh Hùng Lâm xe hay, anh đang ngồi ở trong cái xe đấy. Anh Phạm Minh thì đang thò vào chụp ảnh. Mình thì xe này xe mình rồi nên mình không quá phi vào đây làm gì cả. Mình là số 16 thì cũng sắp đến lượt rồi. Có thể mở cốp lên xem không nhỉ? Mở đi. Có chứ. Không mở được. Wow. Cái cửa nóc này nó lại cao lên như này này. Lật đằng sau. Lật đằng sau. Wow, như con vành này phải vành 21 à? Good year. R20, vành 20 thôi. Ok anh. Rồi ôi, chờ cái gì, tí nữa rồi quay, xem một tí. Chờ gình. Không, người ta xem một tí. Ê, học. Lên thì bị đuổi ra không ạ? Wow, anh em nhìn này. Nhìn những cái chất liệu này. Cái này là carbon luôn. Da rất là mềm, xịn. Quả này là quả Napa. Napa màu xanh navy. Wow. Hộc này để bét nhè luôn này. Loa thì không có thương hiệu gì cả. Chắc là thương hiệu VinFast. Đấy. Cái này trang trí là vân carbon. Kính khá dày. Ghế da đẹp đấy.
Anh chị có số thẻ là số 11 và 12 thì mình di chuyển ra vị trí lái thử xe. Mọi người đang tập trung vào cái cốp trước. Anh chị số thẻ số 12 ạ. Cái này là để đóng mở à? Không, đèn chiếu sáng. Đèn á? Các anh chị khác có thể ngồi sau để trải nghiệm xe. Đây nó là cái hình cái cốp rõ ràng thì mình cốp nhưng mà chức năng đèn, không có chức năng đèn. Nó sẽ là đóng. Nhưng mà bấm không được. À, không, nó chưa bấm cái ấn để phát ra cái tự xuống. Đúng rồi. Nhưng bây giờ thì nó như là cái cốp điện đằng sau thôi. Nhưng mà ti này thì làm sao mà xuống được? Sao không xuống được? Gửi giời ông chứ không phải thắc mắc kiểu gì nó xuống được, ông yên tâm, chuyện này là chuyện bình thường. Cái này là ấn nó có như cái Yamaha 60, thì những cái bên ngoài này thì nó không có gì quá đặc biệt đâu. Nhưng mà thực sự đẹp ấy nhỉ. Nhìn dáng xe rất là dài, lốp to, khỏe. Đẹp quá. Nhìn con vành 20 này nhìn thấy mê rồi nhỉ. Đẹp. Nhỉ. Đẹp ấy. Ờ. Mà nhìn cái đầu xe nó đúng kiểu xe điện luôn ấy. Được cái xe của VinFast thì luôn luôn là vành viết các thứ nó to, và cái đầu của nó thì đúng đặc thù là xe điện luôn rồi. Động cơ, tất cả những thứ nó ở bên dưới. Hay đấy. Ở đây có một cái cổng sạc. Cái này thì chắc là vẫn đang là thử thôi. Cổng DC. Ấn ra. Thế thì sợ nó lại ấn nó không vào lắm. Đấy. Đấy, ngon lắm. Đấy, ngon rồi. Đấy. 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 Nghĩa là phải nó hiện đại hơn tí nữa là sờ hay là cảm biến hay như nào đấy. Vuốt cái nó bật ra thì hay hơn đúng không? Thế là chị em đi qua vuốt. Nhưng mà thôi, tôi nói thật nhá là anh em ban tổ chức cất cái này đi. Cất ngay cái này đi, không có là tí là mất. Đấy. Mình là mình thật sự là công đứng đây thôi, mình không lấy thôi. Công cùng ngay tôi lấy lâu rồi, tôi nói thật. Tôi là tắt mắt nó quen rồi. Anh em sang bên này còn không, lấy cái bên này vậy. À, con này chỉ có sạc ở trên đấy thôi, không có sạc ở dưới. Thế nhỉ? Chỉ có cắm ở trên thôi, không cắm dưới. À, mình sẽ ngồi thử xem mà rộng chật như nào. Thoải mái. Ui, da xịn. Nappa ấy. Cái này mềm á. Hiện tay anh đang làm demo, anh gãy nó gãy nó tung á. Rất là mềm. Chân thế nào nhỉ? Chân thoải mái, để thoải mái. Vâng, anh để hết cỡ đi. Vâng, xem ở dưới cái này có cái gì nào? Để cốc đi. À, chỉ có để cốc thôi à? Ua, sao cái này nó to thế nhỉ? Dày dặn. Đủ để hai người ngồi nhau đúng không? À, trong này là một cái cổng tai C này và hai cái cổng tai A bình thường này. Nó lên đến 90W cơ. Khá kinh khủng. Thế nhưng mà nhìn sơ ở bên dưới này thì nó vẫn chưa có cái cổng 12V. Bây giờ người ta không chơi 12V nữa hay sao nhỉ? Chưa mở được cốp để có thể xem đằng sau cốp. Mở đâu? Không mở được, anh ấn rồi. Số 13 và 14 thì mình chuẩn bị sau 3 phút nữa nhé. Chưa mở được à? Thế phải nói là không mở được, không có anh mạnh tay nó gãy cái gì thì trách việc lắm. Đấy. À, lên trên này. À, đây là chìa khóa của E34. Đây là chìa khóa của E34. Ồ không, nhưng mà cái này nó vẫn là chìa khóa của con này luôn đấy. Và nó sẽ giống con E34, mình nghĩ là như vậy. Không thì không tự nhiên người ta để trong này làm gì cả. Uầy. Và cái này là... Ơi. Đúng rồi ông ạ. Bản đồ này. Đóng cửa này. Mở cốp này. Mở cốp này. Ôi. Đây là trượt cửa này để đóng này. Close on này. Ôi đóng thật này. Ôi đóng thật. Đấy, thế là đóng. Đây là điều hòa này. À, sưởi ghế nhở. Sưởi ghế phát. Đấy, làm mát ghế này. Ui. Con iPad này nó kinh khủng luôn nhỉ. Con này nó mà 15 inch. Ui mát thật đúng không ạ? Ui mát rồi này.
Các chị lái thử xe Pro xong à? Thì vui mát rồi. Quay lại bàn lễ tân để mát rồi, mát rồi. Thẻ và nhận lại bằng lái của đấy, và setting thì sẽ có nhiều thứ hơn. Wi-Fi, VV. Ôi, có cả Amazon Alexa làm trợ lý giọng nói ở trên cái màn hình này. Đây là những cái chế độ wallpaper. Mình đang tìm những cái chế độ hỗ trợ về lái xem nó ở đâu. Sheet mirror, ống cửa này. Ở đằng sau của chiếc xe cái này là camera xem nào. Có để quên một cái ví chưa có. Sau xe không biết là của ai ạ. Đèn này, đo này. Wireless checking. À đây, đây là có cổng sạc không dây này. Cổng sạc không dây, số, cửa mở tất cả các thứ. Ấn này sao nhỉ? Ấn thử nhá. Whipper. Đây là cái phần này là Valent Mode, Chapmatic, Time Fencer, Internet. Chưa tìm được cái chế độ, những cái chế độ hỗ trợ đỗ xe rồi tất cả các thứ thì mình chưa biết ở đâu. Driver mode này. Cái này thì chỉnh về ba cái chế độ lái. Ba cái chế độ lái. Đó. Đó. Thế à? Adat. Đây. Đây là những cái hỗ trợ lái này. À, đây là cái cảnh báo phương tiện lùi cắt ngang này. Đây là đây là chỉ là những thứ kiểu ấy thôi. À, anh đang bận em ạ. Đây là chế độ tự động phanh này. Đây là chế độ ACC là Adaptive Cruise Control. Forward Collision Warning. Đây, đây rồi. Cái này mới gọi là cái quan trọng này. Nó là Adaptive Cruise Control này. Lim này. Và đây là LAN là giữ làn này. Thì sẽ có là tự động nhận làn. Vân vân, VinPilot, ui có chế độ VinPilot này mới hay này. Là nó sẽ, cái này là giữ làn, là sẽ giữ xe ở giữa làn. Lan chan là tự động chuyển làn là khi mà xi nhan. Và ở bên này nó không có phương tiện cắt ngang thì sẽ tự động chuyển làn. Và đây là giúp đỡ lái xe nhập làn. Cam 360, cam 360, on off. Traffic sign là tự động đọc biển biển báo. Đây là chế độ đỗ xe này thì sẽ có những cái thứ mà park assist như cái này thì không biết, auto assist, tự động ra khỏi làn, tất cả các thứ. Nói chung là cũng nhiều thứ ấy. Có người vừa mới nói ở đằng sau lưng mình là không thể ngờ Việt Nam có thể làm được cái này. Rồi vậy thôi, sắp sửa đến lượt mình lái thôi. Này, trông kìa. Với ông xanh, ông đỏ, làm anh khó lắm, đúng thật, làm anh khó lắm. Anh chị có số thẻ là 13 và 16. Ok ok, à, bây giờ anh em sẽ phi ra xe luôn. Để lái, số 16 ấy rồi. Ok. Đây là số D này. Đây là P này, đây là R này. Ây da, đây là nó chỉ lên cam lùi thôi. N này. N chưa nhá? N rồi, đây. Ui, chỗ nó hơi bé nhá. D này. Đây rồi. Anh ấn, anh nhả phanh tay đã. Nhả phanh tay. Đạp phanh, ấn vào cái ấn vào. Đúng phanh rồi. Tay lại ở đây à? Rồi, đạp về. À, đây nhá, đây có nút phanh tay nhá anh em nhá. Ồ, đấy ạ. Tập trung vào đi, tôi đi từ từ thôi, không nhanh đâu. Nhận ban đầu thì nó rất là nhẹ nhàng, chỉ có tiếng ồn từ lốp lên thôi. Đấy, rất nhiều người đang xem kìa, nghe là anh Tiến đớt kìa, anh Tú thợ điện kìa. Đấy. Ở đây là quay đầu em nhỉ? Anh quay đầu đây để chạy cuối đường. Những cái tính năng như kiểu là keep lane các thứ nó đã ok chưa? Nó dùng được. Dạ hiện tại thì chưa anh ạ. Đây chưa phải là bản thương mại. Chạy đoạn này được tăng tốc đúng không? Đúng rồi, được tăng tốc, mình có biển giới hạn tốc độ trên đường theo. Có biển này. Giới hạn tốc độ. Được. Ở đây là sẽ được tăng tốc. Ví dụ như những cái chế độ như là Driver Mode này. Driver Mode từ đây đúng không? Đang là Sport, Sport Comfort rồi. Anh có thể tăng tốc 2 lần được không? 1 lần Comfort, 1 lần Eco được không? À 1 lần Sport, 1 lần Eco được. Đủ quãng đường. Ok. Thì anh hạn chế phanh gấp nhé. Hạn chế phanh gấp à? À, mình sẽ chạy thử luôn, đạp thử luôn xem nó như nào. Wow. Ủa, bốc đầu cơ không ạ? Ủa,
8, 100. Mình không muốn đếm lắm nhưng mà ôi nó có hẳn nút kích down, nó khác hoàn toàn cái E34 của mình. E34 không có nút kích down. Cái này thì lên 130 rất là nhẹ nhàng. Thực ra với xe điện thì đương nhiên rồi. À, cái đoạn này thì mình đã thử, ngày xưa thử lắp rất nhiều lần ở đây rồi. Anh năn nỉ anh xin vòng nữa ấy. Vâng ạ. Bởi vì rất nhiều là người đang đợi anh. Không sao đâu anh, đứng từ anh là thứ 37 rồi, nên làm gì có ai nữa đâu. Thì nếu còn thời gian thì anh có thể. Nhưng mà anh thứ 37 rồi. Sau những cái người đợi ở đây. Bởi vì rất là nhiều khách. Hôm nay chỉ có 2 xe chạy thôi. Thế à? Anh là thứ 37 rồi mà không được à? Vâng, thì ra nó hạn chế có 2 xe thôi. Ok. Thôi, thử thế thôi. Nhưng mà nhìn chung ở trên này thì là nó sẽ còn nút lim, nút các thứ, mà tí nữa mình sẽ còn lượt của ông này nữa mình sẽ làm phát nữa. À ấy, và cái chìa khóa cuối cùng nó vẫn giống E34 thôi, không sao cả.